Ê, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh 1% mỗi ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về thành công, điều mà ai trong chúng ta cũng đều mong muốn, đúng không nào? Nhưng mà, thành công đâu phải tự nhiên mà có, nó cần có bí quyết đấy. Và thật may cho các bạn, hôm nay tôi sẽ bật mí 5 bí quyết cực kỳ đơn giản, mà lại hiệu quả bất ngờ để chinh phục thành công. Tin tôi đi, chính những bí quyết này đã thay đổi cuộc đời tôi, và tôi tin chắc rằng nó cũng sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Bí mật đầu tiên nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Hãy đặt mục tiêu thật cụ thể. Đặt mục tiêu cụ thể là bước đầu tiên và quan trọng nhất để đạt được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. Khi bạn có một mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ biết chính xác mình cần làm gì và làm thế nào để đạt được nó. Nghe kỹ này, chỉ nói, tôi muốn giàu thì chưa đủ đâu, đó chỉ là mong muốn thôi. Một mong muốn mơ hồ không thể dẫn bạn đến thành công. Bạn cần phải cụ thể hơn, chi tiết hơn. Hãy nghĩ về những gì bạn thực sự muốn đạt được và làm thế nào để đo lường được tiến trình của bạn. Mục tiêu phải rõ ràng, phải đo lường được, ví dụ như tôi muốn kiếm được 100 triệu trong vòng 1 năm tới. Khi bạn đặt ra một mục tiêu cụ thể như vậy, bạn sẽ có một hướng đi rõ ràng và biết chính xác mình cần làm gì để đạt được nó. Bạn có thể chia nhỏ mục tiêu lớn thành các mục tiêu nhỏ hơn, dễ dàng hơn để quản lý và theo dõi. Bạn cứ thử tưởng tượng, nếu chơi game mà không có mục tiêu gì cả, bạn sẽ chỉ đi lòng vòng mãi mà chẳng thu thập được gì. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu bạn không có mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ dễ dàng bị lạc lối và không biết mình đang đi đâu. Mục tiêu cụ thể giúp bạn tập trung và định hướng cho mọi hành động của mình. Thành công cũng vậy, bạn cần phải biết mình muốn gì để dồn toàn bộ năng lượng và nỗ lực vào đó. Khi bạn có một mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ có động lực để làm việc chăm chỉ hơn và không dễ dàng bỏ cuộc. Bạn sẽ biết rằng mỗi bước đi của mình đều đang tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng. Hãy viết ra những mục tiêu của bạn, dán chúng ở nơi bạn dễ dàng nhìn thấy mỗi ngày. Việc này không chỉ giúp bạn nhớ đến mục tiêu của mình, mà còn tạo ra một sự cam kết với chính bản thân. Mỗi khi bạn nhìn thấy những mục tiêu đó, bạn sẽ được nhắc nhở về những gì bạn đang hướng tới và cảm thấy có động lực hơn để hành động. Điều này sẽ nhắc nhở bạn về những gì bạn đang hướng tới và thúc đẩy bạn hành động. Hãy nhớ rằng, mục tiêu cụ thể không chỉ giúp bạn biết mình cần làm gì mà còn giúp bạn đo lường được tiến trình của mình. Khi bạn đạt được một mục tiêu nhỏ, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn và có động lực để tiếp tục hướng tới mục tiêu lớn hơn. Đạt mục tiêu cụ thể là bước đầu tiên để biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Bí mật 2 chính là đừng bao giờ ngừng học hỏi. Thế giới thay đổi từng ngày, kiến thức cũng vậy. Nếu bạn dừng lại, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Đừng nghĩ học là chỉ ngồi trong trường lớp, học là cả một quá trình dài. Hãy đọc sách, xem video, tham gia các khóa học online hay đơn giản là học hỏi từ những người xung quanh. Hãy biến việc học thành một thói quen hàng ngày. Dành ra 30 phút mỗi ngày để đọc sách hoặc xem video về lĩnh vực bạn quan tâm. Bạn sẽ ngạc nhiên về lượng kiến thức mà bạn có thể thu thập được đấy. Bí mật số 3, hơi khó nuốt đây, hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bạn. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng và không chắc chắn, nhưng đó là một phần của quá trình phát triển. Khi bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn, bạn đang mở ra cánh cửa cho những cơ hội mới và những trải nghiệm đáng giá. Nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng tin tôi đi, đây là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công. Khi bạn đối mặt với nỗi sợ hãi và vượt qua nó, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn và sẵn sàng đối mặt với những thử thách lớn hơn. Thành công không đến từ việc ngồi yên một chỗ, mà từ việc dám bước ra và thử thách bản thân. Vùng an toàn giống như cái kén vậy, nó khiến bạn cảm thấy thoải mái nhưng lại kìm hãm sự phát triển của bạn. Bạn có thể cảm thấy an toàn và không bị đe dọa, nhưng đồng thời, bạn cũng đang bỏ lỡ những cơ hội để học hỏi và phát triển. Hãy tưởng tượng bạn là một con bướm, nếu bạn không dám phá vỡ cái kén, bạn sẽ không bao giờ biết được mình có thể bay cao đến đâu. Muốn tiến bộ, bạn phải dám thử thách bản thân, dám đối mặt với những điều mới mẻ. Điều này không có nghĩa là bạn phải làm những điều lớn lao ngay lập tức. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Mỗi bước nhỏ sẽ giúp bạn xây dựng sự tự tin và chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn. Hãy bắt đầu bằng những bước nhỏ thôi. Đôi khi, chỉ cần thay đổi một thói quen nhỏ cũng có thể mang lại sự khác biệt lớn. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên ngại giao tiếp, hãy thử bắt đầu bằng việc chào hỏi người lạ mỗi ngày. Dần dần, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi giao tiếp và mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Đăng ký tham gia một lớp học nhảy salsa không chỉ giúp bạn học được một kỹ năng mới, mà còn giúp bạn gặp gỡ những người bạn mới và mở rộng mạng lưới xã hội của mình. Khi bạn dám thử những điều mới, bạn sẽ khám phá ra những khả năng tiềm ẩn của bản thân
mà trước đây bạn chưa từng biết đến. Nói chuyện với người bạn thầm thương trộm nhớ bấy lâu có thể là một bước đi đầy dũng cảm. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu bạn không dám thử, bạn sẽ không bao giờ biết được kết quả. Dù kết quả có ra sao, bạn cũng đã học được cách đối mặt với nỗi sợ hãi và trở nên mạnh mẽ hơn. Hay đơn giản là thử một món ăn mới. Điều này có vẻ nhỏ nhất, nhưng nó cũng là một cách để bạn mở rộng tầm nhìn và trải nghiệm những điều mới mẻ. Mỗi lần bạn thử một điều gì đó mới, bạn đang mở rộng giới hạn của bản thân và trở nên linh hoạt hơn trong cuộc sống. Mỗi lần bạn bước ra khỏi vùng an toàn, bạn lại học hỏi được điều gì đó mới mẻ và trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn sẽ nhận ra rằng, những điều bạn từng nghĩ là không thể, thực ra chỉ là những rào cản do chính bạn tạo ra. Khi bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn, bạn sẽ khám phá ra một thế giới mới đầy cơ hội và tiềm năng. Hãy nhớ rằng, cuộc sống là một hành trình không ngừng học hỏi và phát triển. Đừng để vùng an toàn kìm hãm bạn, hãy dũng cảm bước ra và khám phá những điều tuyệt vời đang chờ đón bạn. Bí mật số 4, nghe có vẻ cù rích nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Hãy kiên trì. Thành công không phải là một đường thẳng, mà là một hành trình đầy chông gai thử thách. Sẽ có lúc bạn muốn bỏ cuộc, sẽ có lúc bạn cảm thấy nản lòng. Nhưng hãy nhớ đến lý do bạn bắt đầu, hãy nhớ đến mục tiêu mà bạn đã đặt ra. Hãy coi những thất bại là bài học kinh nghiệm, là động lực để bạn cố gắng hơn nữa. Thành công chỉ đến với những ai dám kiên trì theo đuổi đến cùng. Và cuối cùng, bí mật số 5 cũng là bí mật quan trọng nhất, hãy cho đi giá trị. Bạn muốn thành công, hãy giúp đỡ người khác thành công. Hãy chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thời gian của bạn cho những người xung quanh. Hãy tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có ích cho xã hội. Khi bạn cho đi giá trị, bạn không chỉ giúp đỡ người khác mà còn tạo dựng được uy tín và thương hiệu cho chính mình. Và tin tôi đi, thành công sẽ tự động tìm đến với những người có tâm thế cho đi. Kết thúc, vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá 5 bí mật đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để đạt được thành công. Những bí mật này không chỉ là những lý thuyết suông mà là những kinh nghiệm thực tế đã được chứng minh qua nhiều người thành công trên khắp thế giới. Hãy nhớ đặt mục tiêu cụ thể, không ngừng học hỏi và luôn luôn tìm cách cải thiện bản thân. Mục tiêu cụ thể giúp bạn có một hướng đi rõ ràng và việc học hỏi không ngừng giúp bạn luôn cập nhật kiến thức mới, kỹ năng mới để đối mặt với những thách thức trong cuộc sống. Bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân với những điều mới mẻ. Khi bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn, bạn sẽ khám phá ra những khả năng tiềm ẩn của bản thân mà trước đây bạn chưa từng biết đến. Kiên trì theo đuổi đến cùng, không bỏ cuộc dù gặp phải khó khăn. Sự kiên trì là yếu tố then chốt giúp bạn vượt qua mọi thử thách và đạt được mục tiêu của mình. Và cho đi giá trị. Khi bạn giúp đỡ người khác, bạn không chỉ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho họ, mà còn tạo ra một môi trường tích cực xung quanh bạn. Thành công không phải là điều gì quá xa vời, nó nằm trong tầm tay của bạn. Chỉ cần bạn tin tưởng vào bản thân và áp dụng những bí mật này vào cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt. Nó nằm trong tầm tay của bạn. Hãy nhớ rằng, thành công không phải là đích đến, mà là một hành trình. Mỗi bước đi trên hành trình đó đều mang lại cho bạn những bài học quý giá và những trải nghiệm đáng nhớ. Hãy áp dụng những bí mật này vào cuộc sống của bạn và bạn sẽ thấy sự thay đổi kỳ diệu. Đừng ngần ngại thử nghiệm và điều chỉnh để tìm ra phương pháp phù hợp nhất với bản thân và bạn sẽ thấy sự thay đổi kỳ diệu. Mỗi ngày, hãy dành thời gian để nhìn lại những gì bạn đã làm được và những gì cần cải thiện. Điều này sẽ giúp bạn luôn tiến bộ và không bị lạc lối trên con đường đến thành công. Đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân của bạn để lan tỏa năng lượng tích cực và giúp đỡ mọi người cùng thành công nhé. Khi bạn chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của mình, bạn không chỉ giúp đỡ người khác mà còn củng cố thêm kiến thức của chính mình. Để lan tỏa năng lượng tích cực và giúp đỡ mọi người cùng thành công nhé. Hãy nhớ rằng, thành công không chỉ là việc đạt được mục tiêu cá nhân mà còn là việc tạo ra một cộng đồng cùng phát triển và hỗ trợ lẫn nhau. Và nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những bí quyết phát triển bản thân, hãy dành thời gian để đọc sách, tham gia các khóa học và lắng nghe những người đã thành công chia sẻ kinh nghiệm của họ. Kiến thức là vô tận và việc học hỏi không ngừng sẽ giúp bạn luôn tiến bộ. Hãy đăng ký kênh của tôi và nhận chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm và câu chuyện thành công để giúp bạn trên con đường phát triển bản thân. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Chúc các bạn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.